Hello, vâng, xin chào quý bạn và các vị. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh thì hôm nay em muốn xin trân trọng giới thiệu anh chị cái dòng sản phẩm đầu tiên, đó là cái bộ đôi mỏ hàn thương hiệu Capuxi, anh chị em các bạn nhé. Đấy, mỏ hàn thương hiệu Capuxi. Bộ này bên em đang phân phối cái dòng là đây, điện 220, 50W và 80W anh em nhé. Đấy, con 50W này là 100.000 và con 80W này là 120.000. Anh em có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể alo. Đấy, bên em bán kèm thêm cả thiếc hàn cho anh chị em luôn. Đấy, cả thiếc cả nhựa thông luôn. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ này. Sản phẩm đầu tiên, đó cái con mỏ hàn thiếc của thương hiệu Capuxi. Hàng cực kỳ là chất luôn anh em nhé. Đấy, tiếp theo là trân trọng giới thiệu đến anh chị và các bạn cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ hàn đây. À, cái bộ hàn nhiệt. Đấy, giới thiệu anh chị cái bộ hàn nhiệt đây. Con này là cái con hàn nhiệt cực kỳ là chất luôn nhá. Nó có các số từ là 20 này, 25 này, đấy, 32 này, 50 này, 63 này và một con 40 em lắp vào đây rồi. Đây, cái thân chính của nó đây. Anh chị em các bạn quan sát nhá. Đấy, hàng thì sử dụng điện 220 này và công suất của nó là 1000W này. Đây em đã lắp cái đầu 40 vào đây rồi anh chị xem này. Đấy, nó có thể hàn nhiệt cho anh chị em và các bạn hàn ống nước nóng lạnh. Đấy, hoặc hàn các loại ống luôn. Anh chị em có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn về cái bộ hàn nhiệt này cũng như là cái bộ mỏ hàn này. Đây, anh chị em quan sát sản phẩm đây. Mọi nhu cầu mua sắm các bạn có thể liên hệ. Xin chào, hẹn lại các bạn ở video sau.